công an vào cuộc xác minh, cô đồng bộ câu đúng nhận sai cãi. Đúng nhận sai cãi. Cuộc đời này trong cái này thôi, trưởng thứ trong gia đình, cái gì cũng phải gánh vác việc Giang Sơn. Đúng nhận sai cãi to cho tôi. Đội ngoại đôi bên cái gì cũng phải đến tay mình. Mà trông thế thôi mà cực rất mất trật tự. Anh em gia đình bên đằng nội nhà mình không có hiểu nhau cho lắm. Bản thân năm ngoái có một cái tang, năm nay lại có tang tiếp. Nhà mình tên Tuấn cũng có, tên Đức cũng có, tên Thủy cũng có, tên Tiến và Lam cũng có, Hưng và Thành cũng có nữa luôn. Đúng chưa? Cô gọi cho một chàng follow trong dòng họ nhà bác ra luôn. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Công an thị xã Kinh Môn đang xác minh thông tin cô đồng bộ câu đúng nhận sai cãi. Nếu có hiện tượng mê tín dị đoan sẽ xử lý theo quy định. Chúng tôi đang theo dõi ở trên mạng xã hội cũng như qua thông tin báo chí. Công an thị xã và công an phường Hiến Thành cũng đang vào cuộc xác minh. Trường hợp nếu có các vi phạm, công an thị xã sẽ cùng với ban chỉ đạo tôn giáo của thị xã làm rõ và xử lý theo các quy định của pháp luật. Đại diện công an thị xã Kinh Môn thông tin. Ngay khi báo chí đăng tải thông tin vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Kinh Môn đã vào cuộc giao cho các cơ quan liên quan lĩnh vực này xác minh kiểm tra. Ông Vũ Văn Dung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiến Thành xác nhận cô đồng TH hiện đang sinh sống trên địa bàn phường. Chúng tôi vẫn đang làm việc tiến hành xác minh để báo cáo lãnh đạo thị xã, ban tôn giáo thị xã và công an thị xã cũng đang tiến hành xác minh, ông Dung cho biết. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiến Thành, cô đồng TH trước lấy chồng ở địa phương khác và mới về địa bàn sinh sống, trong nhà cho bố mẹ đi miền Nam. Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh cô đồng TH hiện đang làm việc tại Kinh Môn, Hải Dương, nổi tiếng qua những video xem bói cho người khác qua hình thức bổ câu. Qua các video được đăng tải trên TikTok này, cô đồng TH có thể đọc tên những người xung quanh đến xem, khiến nhiều người nửa tin nửa ngờ. Đặc điểm của những đoạn video được cô đồng TH đăng tải có vẻ ghi lại những lần coi bói trực tiếp của cô với khách hàng. Mỗi lần bổ câu, cô có thể nói vanh vách về một vấn đề nào đó. Đáng chú ý, những clip vừa xem bói vừa bổ câu do cô tự quay, bỗng chốc có hàng triệu lượt xem. Kịch bản khá đơn giản. Mở đầu, cô đồng hỏi về chuyện gia đình, công việc. Sau mỗi câu hỏi đều kèm cụm câu, đúng nhận sai cãi. Đang nói, các câu hỏi của cô đa phần đều rất chung chung. Giả dụ như dòng họ có người xuất ngoại đúng không? Nhà có ai tên là Đức không? Rồi từ các câu trả lời của con Nhan, cô tiếp tục xoáy sâu vào câu chuyện. Kế đó, cô sẽ nói tiếp về nguyên do, số mệnh và cuối cùng là giải pháp, đi cúng chỗ này, chỗ kia, cẩn thận ngày này, tháng nọ. Cô đồng này cũng nhận đặt lịch để xem bói cho nhiều người khác. Thông tin được cô đồng TH chia sẻ, cô không bao giờ nhận đặt cọc trước và mọi yêu cầu chuyển khoản đều là giả mạo. Vất vả được đến ngày thu hoạch thì cuối cùng nó quay lại nó trả giá cho tiền tỷ. Đúng nhận sai cãi. Cuộc đời chân... Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.